Dạ, anh xin chào tất cả bà con ha. Anh chào tất cả anh em trên mọi miền Tổ quốc nha anh em. Tối nay chỗ em bắt đầu có không khí rồi nè. Ở đây thường thường có sân phía sau nhà em là có người chị thứ hai, năm nào cũng lấy bông về bán hết cho anh em ơi. Tới ngày mai khi nào mà bông đem về em sẽ review cho anh em mình coi ha. Rất là vui, đặc biệt là ban ngày. Ban ngày là rất nhiều em, nói chung là những em gái rồi những cái cháu nhỏ học từ cấp 2, cấp 3 rồi nó ra chụp hình dữ lắm luôn. Cái bãi sao hè nè. Rất là rộng, đem về rất là nhiều. Rồi tối nay em quay sơ sơ vài cái cho anh em bà con cô bác mình tham khảo ha. Bữa nay là nay nhiều như em nhớ là ngày 17 anh em. Ngày 17. Nói chung là những ngày cuối cùng của những cái đơn hàng mà em gửi đi á. À, năm nay tới ngày 20 là bên Việt Heo đang ngưng nhận ngoại tỉnh rồi anh em. Ngày 24 thì ngưng nhận hàng trong tỉnh. Thì cũng không biết nói gì hơn rồi, cuối năm em chỉ có những món quà nhỏ nhỏ này em tặng cho anh em mình, những cái máy sau cùng nè. À, cũng không có gì to tát nên em, nhưng mà theo em thì đàn ông thanh niên mình ai cũng vậy, gần Tết không thôi phụ nữ vậy mà có những cái ấm siêu tóc. À, bên em có nhiều thứ lắm mà em không biết tặng anh em cái gì. Con đèn ấm siêu tóc hoặc gió thì em nghĩ nó khó chở cho nhà em thì có bán nhóc. Cái này là anh em nào có chốt được cái máy dầu ha, cái nào em cũng nói rõ luôn anh em mình ha, hoàn toàn giá không đổi ha. Giá thứ nhất là giá thanh lý, là tặng kèm theo cho anh em một cái ấm siêu tóc. Bị cái này em nghĩ vận chuyển nó dễ anh em, hoặc là cái bếp ga. Vì cái này là giá em cũng thu hồi vốn, em cũng nói thật sự ha, là em không có tặng được cái bếp tốt nè, anh em lưu ý giùm em ha. Em chỉ tặng được cái bếp thường này thôi. Bếp loại mà ở đây em bán 140 nè. Còn ấm siêu tóc này cũng trăm mấy nè. Anh em nào có chốt được cái máy nào thì cứ alo em ha, em sẽ gửi kèm cho anh em. Ví dụ như anh em muốn lấy ấm siêu tóc hoặc là bếp ga đều được hết. Anh em muốn lấy nào lấy, còn giá thì em xả hàng, em xả hàng còn ít trái nữa. Để cho năm nay đi chơi cho đầu óc nó thoải mái tí anh em ơi, để ở nhà mà để lăng đăng ở ngoài em bị ba má em la hoài, năm sau rút kinh nghiệm. Cái này là con HS4 cuối cùng trong tiệm của em luôn nè. Hai cái mà hôm qua có anh không chốt một cái, rồi còn con máy này cái cuối nè. Cái này em bán cho anh em, nó là máy này quá trời đẹp luôn rồi, rất là đẹp luôn nè, cực kỳ đẹp luôn. Máy kia cũng không có thua máy này như nào, máy kia có cũng 9-10 với máy này đó. Cái này thì em nhớ bóng đèn còn cháy luôn nè, con cuối cùng trong tiệm anh em, con cuối cùng không còn con thứ hai. Rất là đẹp, máy thì em bao ghi nên em tắt còn tắt hết. Con cuối cùng. Cái này em bán cho anh em là 3.8 triệu. Giá cũ nè, chứ con này là đáng lý mắc hơn. Tặng kèm cho anh em là một cái bếp ga. Anh em không lấy bếp ga thì anh em tặng anh em cái ấm siêu tóc ha. Còn cái bu ống khói này để ngày mai em kiếm gắn lại nha anh em. Anh em lột ra em không biết em để đâu. Cái con này là con cua tay G50 cái gì nè. Cái này tổng nghiệp máy này chạy cực kỳ ngon. Chỉ có điều là nước sơn màu đen làm như cái anh em không có kết nó hùng. 396 cũng là con cuối cùng luôn của cái dòng máy này. Dòng máy G50. G55 trừ 2. G55 trừ 2 anh em ơi. Cái này mấy đứa cháu chiều nó mới xịt rửa nè. Này lai cái bu. Cái này em bán cho anh em là 5.2 triệu. Bao ship luôn rồi nè. 5.2 triệu bao ship. Này đã 80. Máy này thì nó tới lai tới 3 điểm rồi nè. Nhưng máy thì nó nguyên zin. Nhưng mà vì cái số lượng có tới 80 này dường như là còn một cái cuối cùng rồi nè mày. Một cái cuối cùng không còn cái thứ hai, còn nữa hết. Cái này là lai thứ nhất là bông bóng nhất nè, thứ hai là cái bù lửa, cái bù e, thứ ba là
thứ hai bu e, thứ ba bu lửa. Còn máy thì em bao ghi cho anh em mình ha. Cái này thì nó gãy nữa nè, cái này nhiều điểm xấu quá. Cái này tamuli thì nữa em dặn lại cho anh em mình ha, tặng kèm cho anh em cái tamuli. Số CV của máy này là 07 07834. Con này là con cuối cùng rồi. Cái này em bán cho anh em là 3.9 em bao ship, 3.9 bao ship, cũng tặng kèm như kia nha anh em, không có gì thay đổi. Vậy em không biết em xả tiếp con nào cho anh em mình đi. Này NS40 mới chắc chuyển vô nhà hết rồi. Này để có thời gian để tiếp vợ em trước bán, giờ đông khách dữ lắm anh em ơi. Nói chung mặt trước bán gần Tết cái nhu cầu bà con sử dụng dây điện, nồi cơm, quạt gió, mùa trưa nước là kinh khủng luôn. Vợ em biết nó bán nó cũng đuối. Tới ngày coi vậy chứ có lẫn quẩn mấy cái món này không mà không có tiếp được. Nói gì tại em hơi tào lao, em nói chơi với anh em vậy chứ. Ở trước bán chạy quéo giò luôn á. Thấy hai đứa cháu nó phụ tiếp với vợ em nó bán mấy việc này thiếu lượt. Này còn nguyên bản luôn anh em ơi. Này em tính anh em là con anh hổng, anh hỏi em ăn cặp em tính anh 5 triệu không, thì cái giá đó em cũng nói rõ luôn là em bán không có được em. Này tại cuối năm em tính xả cho hết, năm sau mình làm hoàn toàn cho nó mới mẻ luôn anh em. Cái này em bán cho anh em là một cái 2.9 bao ship nè, anh em mua tại chỗ đi 2.6 nha. Đây cái nè, bán đồng giá anh em hết. Anh em mua hai cái thì em tặng thêm nha, em tặng mỗi cái là một cái bếp ga hoặc là cái tắm siêu tốc, giá thì không đổi. Còn anh em nếu lấy một cặp thì em tính anh em 2.8 em bao ship. Con này còn con cuối cùng nữa, HS70 nè. Máy này mới cực kỳ luôn rồi, mới cực kỳ luôn á. Nhưng mà nó thiếu cái tùm, thiếu tùm bù lì cho máy này không chê vào đâu được. Quá trời đẹp, lông lên lấp lánh luôn. Rất là đẹp. Cái 75 ở đây thì em bán về Kiên Giang, Trung tỉnh em. Ông anh quá sộp. Em nhớ tên Cảnh hay gì. 60 mấy chuyển tiền cứ góp đủ luôn. Cái này thì em bán anh em 63 mau ship nè. Ngày mới có bu ly về em tặng anh em có bu ly luôn ha. Bu ly với cái bếp ga, anh em không lấy bếp ga thì em trừ thêm 100.000 nữa ha, hoặc là ấm siêu tốc. Còn cái này cái Tết 90 sách chốt rồi mà bữa nay xe chở hàng nó lại nó đầy xe quá nó chở không được. Ngày em không biết quay cái gì cho anh em luôn. Giờ anh em coi có món nào cần thì alo em ha. Giờ bị nó còn lai gai lắc đác ở trong nhà thì em cũng chưa có thời gian em quay cho anh em mình được. Không biết là cái nhu cầu của anh em cần có món nào. Cái này là anh nở ít rồi phải, nở 80. Nhìn nó hơi hộm. Cái này còn rất là ken luôn. Anh em nào làm được cái máy này thì em tính anh em là 450 em bao ship nha. Còn anh em không lấy mấy cái ấm siêu tốc này thì em trừ lại thêm 100.000. Số CV của máy này nở 80, hơi chăn ngót luôn, nhìn không ta. Cái cây anh em nào có chốt thì chụp ngay màn hình giùm em nha. Có con cái máy này của thằng Duy nó làm, thằng này em đang khó xử em không có lên sóng. Này nữa thằng đẹp quá anh em ơi. Này 2.9 nè, 2.9 bao ship.
Nhà Kawasaki máy xăng thì chắc anh em mới để ý ha. Còn đây anh em mé nè, năm sau chắc em dành thời gian nhiều hơn em đi trực tiếp em lựa quá, bị nhà nhiều khi em đi đâu cái vợ em nó thấy em đẹp trai gì không biết em ớn, nó không có cho em đi, kêu lấy gì lấy bán đại được nhiều bán, đi làm gì không cho em đi. Với thường thường em lấy lô rồi em lội chén thì gửi xuống không, bởi em không có lựa được. Nhà muốn lấy mấy lựa thì không biết sao, nhưng mà chắc gán năm tới nó không cho em đi lên không ngủ người ta. Chắc nhìn thấy mặt em gian quá, ra ngoài khóa nhìn gái quá quên đường về hay sao không biết, chắc em đi cũng có vậy nè mày, nó không cho em đi lên. Mỗi lần em nói là để anh đi lên Sài Gòn lấy máy, anh lựa máy nào bán được nhiều bán bán được nhiều bán, bữa nay không có vợ nó xấu quá, không cho em đi. Ôi cái thùng dầu xấu quá, nhưng mà cái này được cái là nớt đặt đạn anh em, nhưng mà em cũng nói rõ anh em mình luôn là cái máy này là đồ zin hết, nhưng mà hoàn toàn chỗ nào cũng có mở hết, tức là zin cốt bạc sơ mi bê tông, zin cốt bạc sơ mi bê tông đều em nhớ đụng cái cốt anh em ơi, còn không có cốt bạc, em nhớ không có cốt bạc. Nhưng mà cái này anh em nhìn thấy like nè, con tán bánh trước này anh em thấy không, là anh dồn của hai cái, anh dồn của hai cái là cái máy bữa hổm em quay anh em mình ở 65 bật bật đạn đó, mà nó thiếu cái nắp chụp cò anh em nhớ không, có thiếu con heo thì em dồn qua máy này nè. Bây em có mở cái nào em nói rõ trước cho anh em mình ha, là em mở em lấy nắp philap qua máy này nè, cái máy này là cái nắp philap, anh em nói rõ anh em nhìn nha, nắp philap của cái máy chạy nước, bị cái máy này là nó không có nắp philap, gắn cái nắp philap chạy nước qua cái máy này. Rồi giờ em khoan chứ quan trọng là em coi đổ nước xuống nào trời, bây giờ lên nó là chạy gió nè, ai da cái này hơi khó xử nha. Nhưng sao ta, cái máy này lúc trước là máy chạy nước nè, máy chạy nước rồi em tính lên cái máy chạy gió mà quên cái nắp này cái quên lên ngồi xong mà quên chưa suy nghĩ ta, để nước đổ đường nào. Bích cái lỗ này đổ lên trên xuống hả, khó xử quá, máy này thôi bỏ qua một bên đi. Em nhớ là cái đường trên chỗ cái kết nước này, chỗ cái đế này nó có đường nước qua đây nha anh em, một cái đường nước vô lốc, một cái đường nước vô nắp lắp. Không biết mình viết cái lỗ này lại thì ảnh hưởng gì không ta, này khó xử bỏ qua. Anh em nào làm được máy này thì em cũng bán rẻ anh em mình luôn, anh vô hơi gói bị gói băng này, đặc biệt là nở 40 em còn rất là nhiều ha. Anh em nào mua ăn cặp thì em tính anh em giá tốt ha, 1, 2, 3, 4 chắc còn cỡ khoảng là 7 hay 8 cái gì anh ở 40 anh em ơi, còn Mitsu 85 thì còn 1 cái 2 cái 3 cái, còn cái đó bung rồi thì mình hỏi nó đi. Anh em nào có làm được cái mấy cái máy này thì ra đôi em ha, anh ở tâm Mitsu 85 ba cái, máy này đều 5 triệu rưỡi bao ship hết, em sẽ hàng cuối năm ha, 5 triệu rưỡi bao ship hết. Anh em nào làm được cái nào hú em. Còn này anh nào đây, NF70 quá, NF70 cái này là bếp chung, bếp chung rồi nha, bếp chung trong máy bếp kim. Cái này tính anh em, cái này là 6.8 bao ship anh em, 6.8 bao ship ha. Máy này rất là đẹp luôn, lớp sơn nổ vậy chứ máy này chạy cực kỳ tịch, cái mô ly còn đầy đủ, con dầu bên sáng bên ố. Rồi thôi em cũng xin kết thúc video tại đây anh em ơi, chào tạm biệt anh em mình ha. Anh này cũng mới nè, em vô nhà mới được, đang hồi ra sân nhà lâu lâu cái
Thôi thôi anh em cười em chết. Em không nói nữa. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây anh em ơi. Cảm ơn anh em cũng như bà con cô bác rất là nhiều. Chào tạm biệt anh em.